Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá thế giới thú vị của bọ rùa. Bạn có biết không, bọ rùa không chỉ là những chú bọ đáng yêu mà còn có những đặc điểm kỳ lạ và thú vị. Hãy cùng nhau tìm hiểu về loài bọ rùa và những điều thú vị về chúng. Bọ rùa có nhiều tên gọi khác nhau như bọ hoàng hậu, bọ cánh cam. Bọ rùa là tên gọi chung cho các loài côn trùng có thân hình bầu dục, ngắn, mái vòm, sáu chân, có chấm đen trên cánh. Với hình dáng khá độc đáo, chiếc vỏ ngoài giống như chiếc dương đậu hũ giúp bọ rùa bảo vệ bản thân khỏi kẻ săn mồi. Một trong những đặc điểm thú vị của bọ rùa là khả năng giữ nước. Chúng có thể chịu đựng thời kỳ khô hạn bằng cách giữ nước trong cơ thể và vỏ của mình. Bọ rùa thường sống một cuộc sống chậm rãi và đi lại một cách thong thả. Chúng thích nghi với môi trường xung quanh và thường chọn lối sống ổn định. Có hàng nghìn loài bọ rùa khác nhau trên thế giới. Mỗi loài có những đặc điểm riêng biệt và môi trường sống khác nhau. Tùy thuộc vào loài mà số lượng các chấm tròn khác nhau. Có loài 7 chấm nhưng cũng có loài 28 chấm trên lưng. Bọ rùa thường làm tổ dưới đất hoặc trong cát để tránh sự nguy hiểm từ môi trường bên ngoài. Tổ của chúng giúp bảo vệ và giữ ẩm cho cơ thể. Vào mùa đông, chúng có xu hướng tìm một nơi ấm áp và an toàn để tránh rét, chẳng hạn như dưới gốc cây, tảng đá hoặc thậm chí trong nhà. Hàng ngàn cá thể tụ tập ở cùng vị trí, tận dụng sự ấm áp tập thể để sưởi ấm cho nhau. Chúng ưa thích ăn loại thực phẩm chủ yếu từ cây cỏ, lá và một số loài bọ nhỏ. Hầu hết bọ rùa đều ăn côn trùng gây hại cho thực vật như dẹp vừng và côn trùng hại cây khác. Một con bọ có thể ăn đến 5.000 con dẹp vừng mỗi ngày và có thể cao hơn nếu chúng đói. Chế độ ăn uống này giúp chúng duy trì sức khỏe và năng lượng. Ngoài những đặc điểm có ích, bọ rùa cũng có những tác động có hại. Một số loài ăn lá cây gây hại đáng kể cho cây trồng như bầu, bí, ngô, lúa, khoai, sắn, cũng như các loại quả như sầu riêng, dưa chuột, cà chua. Các em có biết, loài bọ cánh cứng này đẻ trứng trên các thuộc địa của dẹp vừng. Khi trứng nở, ấu trùng bắt đầu ăn ngay. Kẻ thù chính của chúng là chim và các loài khác như ếch, ong bắp cày, nhện và chuồn chuồn. Khi cảm thấy bị đe dọa, bọ rùa thường thu mình vào vỏ và đóng cửa vỏ lại để bảo vệ bản thân. Đây là một cách tự vệ hiệu quả của chúng. Ngoài ra, bọ rùa cũng có thể tiết ra một chất lỏng có mùi hôi từ khớp chân để đe dọa kẻ thù. Như vậy, các em đã cùng nhau khám phá thế giới động vật thú vị của loài bọ rùa. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những hiểu biết mới và niềm yêu thích đối với tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.